từ thông. Chào các bạn, chúng ta đang xem video sau. Chúng ta đã biết từ trường là môi trường vật chất quanh nam châm dùng điện. Ở hình ảnh này, chúng ta đang xét từ trường đều bên trong nam châm. Để thể hiện từ trường, người ta dùng các sức từ là vector cảm ứng từ B. Khi ta đặt một khung dây có diện tích giới hạn S, trong từ trường sẽ có những đường sức từ xuyên qua giới hạn này. Số lượng đường sức từ xuyên qua giới hạn này gọi là từ thông, ký hiệu phi, đơn vị Weber. Giá trị từ thông được tính bằng công thức sau. Với B là độ lớn cảm ứng từ, có đơn vị Tesla, T. S là diện tích giới hạn của khung dây, có đơn vị mét vuông. Còn alpha là góc hợp bởi pháp tuyến mặt phẳng S và vector cảm ứng từ B. Giá trị đại số của từ thông phụ thuộc vào góc alpha. Alpha lớn hơn pi trên 2 thì từ thông nhỏ hơn 0. Alpha nhỏ hơn pi trên 2 thì từ thông lớn hơn 0. Để đơn giản, người ta thường chọn vector pháp tuyến sao cho góc alpha là góc nhọn. Trường hợp đặc biệt, mặt phẳng khung dây vuông góc với đường sức từ B thì từ thông cực đại. Còn mặt phẳng khung dây cùng phương với đường sức thì từ thông bằng 0. Bài học hôm nay kết thúc, chắc chắn còn nhiều điều các bạn chưa rõ. Không sao, các bạn có thể xem lại video hay hỏi những người xung quanh. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài học khác của Trạng.